Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Trong tập trước, đối mặt với công kích tập thể của đám minh hồn thú, Tần Trần không chút do dự liền lấy ra thần bí kiếm trĩ, sau đó mãnh liệt thôi động sát ý bên trong. Trong nháy mắt, một cổ sát ý kinh khủng đến mức không cách nào hình dung từ trong kiếm dĩ thần bí bỗng nhiên tuôn ra, trong phút chốc, toàn bộ nước biển dưới đáy biển đều trở nên sôi trào. Khí tức sát lục vô tận bắt đầu khởi động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đáy biển. Ánh mắt từng Trần hung lệ, trực tiếp thi triển ra kiếm trĩ thần bí. Lúc trước, ở Tử Hải Tuyền Nhãn, Tần Trần chính là lợi dụng kiếm dĩ thần bí mới có thể dễ dàng ngăn chặn được vô tận tử hải chi thủy, thu phục tử hải tuyền nhãn, bởi vậy Tần Trần suy đoán kiếm trị thần bí tuyệt đối có liên hệ gì đó với tử hải này. Ở đây, kiếm dĩ thần bí có thể bùng phát ra uy lực, thậm chí còn mạnh hơn nhiều những bảo vật như thập kiếp điện. Chỉ là vật này quá mức quỷ dị, không biết rõ thần bí kiếm dĩ và tử hải rốt cuộc có liên quan gì, Tần Trần cũng không dám tùy tiện thôi động. Mà trước mắt có nhiều minh hồn thú cự đầu liên thủ đối phó mình như vậy, Tần Trần không muốn rơi vào nguy cơ, nên không chút do dự liền đem kiếm trị thần bí thi triển ra. Trong nháy mắt khi kiếm thần bí xuất hiện, toàn bộ tử hải liền chấn động lên không ngừng sôi trào mà để cho từng trần khiếp sợ chính là không chỉ có một bộ phận tử hải tuyền nhãn mà toàn bộ tử hải cũng bắt đầu chấn động kịch liệt hơn nữa thanh kiếm trĩ thần bí này lại không bị hắn khống chế một cổ lực lượng thần bí từ bên trong kiếm dĩ thần bí quét ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tử hải trong phạm vi ức vạn dặm giờ khắc này lấy từng trần làm trung tâm tử hải trong phạm vi trăm triệu dặm đều kịch liệt khuấy động lên như cuồng phong gào thét khắp nơi đều cuốn lên sóng lớn vạn trượng chuyện gì xảy ra vậy trên không tử hải trong tử hải phong bạo thân hình gia la minh tổ và ảnh ma quỷ tổ bỗng nhiên dừng lại mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn bố phía mày nhíu lại sao tử hải này đang yên đang lành lại trở nên cuồng bạo gia la minh tổ nhíu mày nhìn xuống dưới chỉ thấy mặt biển tử hải phía dưới bọn họ đột nhiên kịch liệt đung đưa từng 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 tầng sóng lớn cao tới vạn trượng không ngừng phóng lên trời giống như biển gầm khủng bố mà bốn phía xung quanh thân thể bọn họ tử hải phong bạo cũng càng thêm cuồng bạo uy lực so với trước đó tăng lên không chỉ gấp mấy lần bão táp khủng bố không ngừng thổi quét như là tận thế tiến đến ảnh ma quỷ tổ thấy vậy thì biến sắc nhìn về phía gia la minh tổ ngưng trọng nói đại nhân tự hải này tự hồ đã xảy ra biến cố gì gia la minh tổ sắc mặt âm lãnh mày nhăn lại hắn nhìn tự hải phía dưới cùng tự hải phong bạo trở nên vô cùng cuồng bạo trong lòng cũng không hiểu sao hiện ra một tia cảm giác kinh ngạc phản phất có thứ gì có thể uy hiếp đến hắn xuất hiện cấm địa tự hải sắp mở ra chẳng lẽ là vì chuyện này gia la minh tổ trong mày mặc lộ vẻ nghi hoặc suy đoán hay là do nguyên nhân trước đó bản tổ đánh lui tòa diện minh bối còn thú này đang triệu tập tất cả minh hồn thú trong tự hải muốn tới vây giết bản tổ mặc kệ là chuyện gì chúng ta trước tiên mau chóng rời khỏi nơi này đi tới cấm địa thần sắc gia la minh tổ nghiêm túc mặc dù không rõ rốt cuộc nguyên nhân gì nhưng bản năng hắn cảm nhận được biến hóa hẳn là ngay phụ cận vùng tử hải này hắn không hề nghĩ ngợi mang theo ảnh ma quỷ tổ cấp tốc rời khỏi vùng biển này trực tiếp xông ra khỏi phạm vi bao phủ của phong bào tử hải lướt về chỗ sâu trong tử hải cấm địa hai đạo lưu quan thuận gió vượt sóng trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời không chỉ có gia la minh tổ và ảnh ma thần tổ giờ phút này tất cả cường giả vùng đất bị vứt bỏ ở vùng biển này đều cảm nhận được tử hải sinh ra biến hóa kịch liệt từng người kinh hải không thôi không dám dừng lại ở chỗ này nhào nhào lướt về phía chỗ sâu trong tử hải lúc này là người gây ra biến hóa trong tử hải từng trần giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn kiếm trĩ thần bí trước người mình sau khi kiếm trĩ thần bí xuất hiện một cổ sát ý kinh khủng không chịu được hắn khống chế tuôn ra dưới cổ sát ý này toàn bộ đáy biển rung động lắc lư kịch liệt nước biển sôi trào giống như tận thế tiến đến quả nhiên trong tử hải này kiếm dĩ thần bí sẽ sinh ra biến hóa quỷ dị sắc mặt từng trần ngưng trọng hắn đã suy đoán kiếm trĩ thần bí có liên hệ gì đó với tử hải này nhưng tuyệt đối không ngờ tới là sau khi kiếm trĩ thần bí xuất hiện tử hải lại có biến hóa như vậy cổ khí tức này cùng với lực lượng kinh khủng lúc trước trong lúc vô tình nhìn thấy trong thân thể tiểu nữ hài kia khi gặp phải nguy cơ sau đó kiếm trị thần bí đột nhiên xuất hiện cực kỳ tương tự mà lúc này kiếm dĩ thần bí bộc phát ra khí tức đã hoàn toàn vượt qua trình độ hắn có thể thúc giục từng đạo kiếm ý kinh khủng dưới đáy tự hải này lập tức tuôn ra phóng lên tận trời sát ý tuôn ra hư không phong thiên thủy mẫu vốn bị giam cầm lại dưới khí tức thần bí của thanh kiếm trị xét tán ra trong nháy mắt sụp đổ căn bản không kiên trì được mảy may từng tiếng nổ đùng vang lên xúc tu màu đen hắc ma minh chương quét về phía từng trần đầy trời cũng bị kiếm khí này phá thành mảnh nhỏ giống như giấy trắng bị đốt thành tro bụi bay tán loạn hóa thành tro bụi mà liệt vương thần quy thông thiên hải loa những minh hồn thú này thi triển ra các loại thần thông cũng trong khoảnh khắc nổ tung trong nháy mắt khí tức sát ý rậm rạp trùng kích lên trên người rất nhiều minh hồn thú bốn phía trong nháy mắt mà thôi nguyên bản thông qua không gian thuấn di vây quanh từng trần rất nhiều minh hồn thú cấp cao đều thống khổ gào thét thành tiếng dưới kiếm khí mênh mông này trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài máu tươi bay tứ tung vết thương chồng chất ở trong hư không không thể động đậy hải thần kiếm đây là hải thần kiếm vì sao kiếm này lại ở trong tay người này cách đó không xa đám hắc ma minh hồn thú đều trừng mắt hoảng sợ nhìn kiếm trĩ thần bí trước mặt từng trần mỗi người toàn thân run rẩy tựa như nhìn thấy thứ gì đó khó tin mặt lộ vẻ hoảng sợ thân thể cứng đờ dưới khí tức của kiếm trĩ thần bí chúng nó bị giam cầm trong hư không ngay cả động cũng không thể động hải thần kiếm trong lòng từng trần hơi động chẳng lẽ minh hồn thú biết lai lịch của kiếm này giờ phút này từng trần khiếp sợ nhìn kiếm dĩ thần bí trước mặt chỉ thấy trên thân kiếm kia từng đạo phù văn minh môn thâm thúy lóe lên mỗi một đạo phù văn đều giống như có thể trấn áp chư thiên thế nhưng một nguồn sức mạnh như vậy cũng không hề chịu sự khống chế của hắn mà là do kiếm dĩ thần bí tự khống chế mà lúc này phía dưới truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ từng từng cúi đầu nhìn lại liền thấy ba người vạn cốt minh tổ huyết sắc quỷ tổ huyền quỷ lão ma đều thống khổ nằm rạp ở đó khóe miệng chảy máu bị sát ý khủng bố từ kiếm dĩ thần bí tản mắt ra mãnh liệt chấn áp từng từng nhíu mày mặc dù thanh kiếm rỉ thần bí này ngăn chặn tất cả minh hồn thú nhưng ngay cả bọn vạn cốt minh tổ cũng bị áp chế xuống nếu không cách nào thu liễm khí tức của kiếm dĩ thần bí bọn huyền quỷ lão ma cũng sẽ nguy hiểm nhất định phải mau chóng khống chế kiếm thần bí ý niệm chợt lóe lên trong đầu từng trần nhanh chóng đưa tay chột vào kiếm trĩ thần bí chỉ là tay của hắn vừa chạm vào kiếm trĩ thần bí một cổ sát ý kinh khủng liền từ trong thân kiếm trĩ thần bí trùng kích ra oanh một tiếng thân hình từng trần bay ngược ra sau lòng bàn tay tê dại khí huyết trong cơ thể dũng động thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi bị sát ý trong kiếm trĩ thần bí làm tổn thương bản thân điều này làm cho sắc mặt từng trần khẽ biến thanh kiếm dĩ thần bí này quá mức thần bí trong tử hải này giờ phút này không hiểu sao lại không thể khống chế được cảnh tượng này giống như đúc cảnh tượng lúc trước khi bị tiểu nữ hai nhìn thấy kiếm thần bí vào lúc đó thanh kiếm dĩ thần bí cũng suýt chút nữa thoát khỏi sự khống chế của mình sau đó là bé gái xuất thủ mới khống chế được kiếm dĩ thần bí để nó lại nằm trong sự khống chế của bản thân mình nghĩ đến đây ánh mắt từng Trần lóe lên thần thức của hắn trực tiếp câu thông với thế giới hỗn độn khóa chặt bé gái bên trong trước đó tại hắc vân sơn xảy ra bạo động ngoài ý muốn là tiếu tiếu làm cho kiếm dĩ thần bí trở nên bình tĩnh lại lần này nói không chừng cũng có thể tâm niệm vừa động bé gái trực tiếp xuất hiện bên cạnh từng trần trong nháy mắt nàng xuất hiện trần trực tiếp thúc giục tử hải tuyền nhãn bảo vệ cô bé không bị nước biển tử hải ăn mòn chỉ là còn không đợi tử hải chi thủy của hắn bao trùm lấy thì trong nháy mắt khi bé gái xuất hiện toàn bộ nước biển tử hải không tự chủ được bình tĩnh trở lại tử hải chi thủy trong biển sâu này phản phất như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng thân cận nhanh chóng quay quanh bé gái như chim sẻ nhảy nhóc đây là có chuyện gì tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngẩn ngơ vốn nước biển tử hải có thể dễ dàng làm tổn thương cường giả chủ cấm khu thế mà khi ở bên cạnh tiểu nữ hai lại giống như sợi bông ôn nhu căn bản không mang đến cho nàng chút thương tổn nào ngược lại như chúng tin ủng nguyệt giống như đang thủ hộ nàng mà kiếm trĩ thần bí vốn bộc phát sát ý khủng bố cũng lập tức trở nên bình tĩnh cùng ôn nhu lên hắc ma minh chương cùng huyền quỷ lão ma bọn họ vốn bị giam cầm thân thể tất cả đều buông lỏng khôi phục tự do hắc ma minh chương cùng các loại minh hồn thú không dám động đậy không khỏi hoảng sợ nhìn một màn trước mắt tần trần cũng khiếp sợ nhìn tiếu tiếu hắn đã triệu hoán tiếu tiếu ra đương nhiên đã từng nghĩ đến tiểu cô nương có thể trấn áp được thanh kiếm trị thần bí cuồng bạo nhưng chẳng thể nào nghĩ tới tiếu tiếu chỉ là xuất hiện ở đây biển tử hải vốn vô cùng cuồng bạo này vậy mà trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại đại ca ca huynh gọi tiếu tiếu ra là có chuyện gì vậy đây là chỗ nào bé gái đột nhiên bị mang từ thế giới hỗn độn ra ngoài cũng không có kinh hoảng mà là lập tức nhìn về bố phía sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh đáy biển thân thể nhẹ nhàng chấn động trong đôi mắt không hiểu sao hiện lên một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp nàng run rẩy vươn tay ra chạm đến tự hải chi thủy trước mặt tự hải chi thủy dịu dàng di chuyển trong lòng bàn tay của nàng tràn đầy thân mật trong hốc mắt tiểu nữ hài lặng yên hiện lên một tia hơi nước một cổ bi thương tiêu tán mà ra cảm giác bi thương này nồng đậm như vậy thậm chí trong lòng từng ở một bên cũng không tự chủ được hiện lên một tia bi thương căn bản không thể ức chế tại sao ta lại bi thương như vậy từng trần nhìn tiểu nữ hài trước mắt trên người nàng hiện ra vẻ bi thương cổ đau thương chi ý này không ngừng ăn mòn lên người từng trần lấy tu vi hiện tại của từng trần vậy mà căn bản không thể ngăn cản cổ đau thương chi ý này xâm lấn như mảnh tử hải trước mắt này tràn ngập thứ làm cho hắn vô cùng thương cảm loại đau thương này từng trần làm sao ngừng cũng không được căn bản không chịu khống chế đây là một loại xâm lấn bắt nguồn từ quy tắc cao cấp hơn không chỉ có từng trần lúc từng trần ngẩng đầu chỉ thấy hắc ma minh chương cùng minh hồn thú xung quanh cũng nước mắt lưng tròng thần xà lôi thú đầy trời còn có vô số minh hồn thú cấp bá chủ khóe mắt đều ướt đẫm nước mắt từ khóe mắt không ngừng tuôn ra dường như tất cả chúng nó đều đắm chìm trong loại bi thương này căn bản không thể nào ức chế tâm thần của mình mà phía dưới từng thanh âm nước nở vang lên bọn vạn cốt minh tổ và huyền quỷ lão ma cũng không kìm được lau nước mắt đạo cảnh thật đáng sợ lực lượng thật kinh khủng từng trần nhìn thấy cảnh này trong lòng run bừng bật, vì vậy mà kinh hãi có thể vô thanh vô tức xâm lấn linh hồn của những cường giả đỉnh cấp như bọn họ thay đổi cảm xúc của bọn họ trong đó thậm chí có linh hồn của cường giả vạn cốt minh tổ đã từng là tam trọng siêu thoát đỉnh phong cổ lực lượng này tuyệt đối vượt lên trên những người từng trần đã từng gặp qua chẳng lẽ đây là lực lượng cấp đại đế thần sắc từng trần ngưng trọng cùng lúc đó hắn mãnh liệt thôi động toàn bộ lực lượng trong đầu liền thấy trong đầu từng trần lực lôi đình vô tận đột nhiên chấn động trong nháy mắt giật mình tỉnh lại từ trong bi thương vô tận mà lúc này tiểu nữ hai dường như cũng bỗng nhiên bừng tỉnh lại bi thương trong ánh mắt kia trong nháy mắt tiêu tán đại ca ca đây là đâu vậy yếu tiếu, tiếu khóe mắt ướt át còn mắt đỏ vàng sợ hãi nói tựa hồ hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nơi này là đáy biển sâu trong tử hải tiếu tiếu vừa rồi sao ngươi đột nhiên khóc Tần trần nhíu mày hỏi ta cũng không biết tiểu cô nương lâu còn mắt đỏ bừng hai đầu lông mày mang theo bi thương nhìn bốn phía nói không biết vì sao tiếu tiếu vừa rồi đi ra nhìn thấy cảnh tượng nơi đây đã rất muốn khóc giống như trước kia tiếu tiếu từng tới nơi này từng trần nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra nơi này chính là đáy biển sâu trong tử hải lấy thực lực tiếu tiếu sao có thể đến nơi này từng trần ngưng trọng nhìn lại kiếm trĩ thần bí phút chốc rơi vào trong tay hắn hắn ngẩng đầu nhìn lên trên còn có rất nhiều minh hồn thú vẫn còn trong bi thương một cổ sát ý mờ mịt từ trên người từng trần tán giật ra hiện tại từng trần có cảm giác kiếm dĩ thần bí ở trong tử hải này một kiếm có thể làm bị thương những minh hồn thú cấp bá chủ thậm chí chém giết chúng chỉ là còn không đợi từng trần xuất thủ những minh hồn thú này nhìn thấy cử động của từng trần liếc mắt nhìn nhau vậy mà nhao nhau đi tới trước mặt từng trần cung kính hành lễ nói chúng ta bái kiến truyền nhân hải thần sau lưng từng trần đám người vạn cốt minh tổ ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn từng trần trần thiếu là truyền nhân của hải thần Tần trần cũng ngây ngẩn cả người nhíu mày nói truyền nhân hải thần gì chư vị đang nói gì vậy hắn căn bản không biết gì về hải thần cúi đầu xuống từng trần nhìn thanh kiếm trĩ thần bí trong tay như có điều suy nghĩ căn cứ liên hệ giữa thần bí kiếm dĩ và tử hải lúc trước còn có lời lúc trước của hắc ma minh chương chẳng lẽ tử hải này là địa bàn của hải thần hắc ma minh chương quỳ sát xuống thần sắc thành kính cung kính kiếm trong tay các hạ chính là kiếm của hải thần cho nên các hạ tất nhiên là truyền nhân của hải thần đại nhân lúc trước chúng ta có điều mạo phạm kính xin đại nhân tha thứ nếu đại nhân muốn trừng phạt chúng ta chỉ một mực động thủ chúng ta tuyệt đối không đánh trả hắc ma minh chương cùng các minh hồn thú nhau nhau vương đầu ra có loại cảm giác muốn để cho từng trần chém giết mà nhìn từng cái đầu lâu kia vương ra từng trần vốn còn muốn đem minh hồn thú này giết chết thôn vệ trong lúc bất chợt có loại cảm giác không xuống tay được truyền nhân hải thần gì chứ các ngươi nói rõ ràng hơn đi từng trần nhíu mày đối với lai lịch của thanh kiếm dị thần bí của mình hắn cũng có chút hiếu kỳ đại nhân không biết sao hắc ma minh chương và minh hồn thú khẽ giật mình rất nhanh giải thích đại nhân mảnh thế giới này chính là hải thần đại nhân biến thành sở dĩ chúng ta tồn tại như vậy đều là tồn tại theo hải thần đại nhân biến thành vùng thế giới này có thể nói hải thần đại nhân chính là chủ nhân của chúng ta mà thanh kiếm trong tay đại nhân chúng ta từng cảm nhận được trong khí tức hình ảnh hải thần đại nhân chính là thần binh do hải thần đại nhân chấp trưởng mặc dù dáng vẻ có chút khác biệt nhưng khí tức lại giống nhau như đúc kiếm này chỉ có truyền nhân của hải thần đại nhân mới có thể khống chế cho nên đại nhân tất nhiên là truyền nhân hải thần hắc ma minh chương bọn họ cung kính nói thái độ thành kính mà từng trần nghe xong thì có chút nhíu mày quay đầu truyền âm cho mấy người vạn cốt minh tổ hải thần này các ngươi có từng nghe nói qua chưa nhưng vạn cốt minh tổ lại lắc đầu trần thiếu thuộc hạ ở minh giới chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật số một như vậy tiếu tiếu ngươi thì sao tần trần nhìn về phía bé gái cô bé mờ mịt lắc đầu nàng hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói đến danh tiếng hải thần này tần trần nheo mắt lại hắn không phải đồ ngốc trên người tiểu nữ hài có rất nhiều điểm đáng ngờ nàng vào vùng đất vứt bỏ thậm chí là tử hải này tuyệt đối có một mối liên hệ nào đó nếu thật sự có hải thần gì đó cô bé này không thể chưa từng nghe nói qua cho dù là quên mất sâu trong trí nhớ cũng có thể có mối liên hệ nào đó hơn nữa biểu hiện lúc trước của tiểu nữ hài cũng nói rõ nàng ta tuyệt đối có quan hệ nào đó với nơi này đồng dạng huyết sắc quỷ tổ huyền quỷ lão ma vạn cốt minh tổ chính là từ các thời đại khác nhau của minh giới mà đều là người nổi bật trong thời đại này nếu minh giới thật sự có hải thần như vậy ba người bọn họ cũng không nên một chút ấn tượng cũng không có đừng nói là bọn họ ngay cả u minh đại đế đối với vùng đất bị vứt bỏ cũng không rõ ràng nếu không hắn tất nhiên sẽ báo cho biết nhưng hiện tại tất cả mọi người đều chưa từng nghe nói minh giới có hải thần cỡ này chẳng lẽ đây là những minh hồn thú hắc ma minh chương bị ra từng trần ngưng thần nhìn về phía hắc ma minh chương các loại minh hồn thú chỉ thấy thần sắc chúng nó cung kính không còn thô bạo cùng hung ác như trước đều là quỳ rạp ở đó hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị chỉ cần từng trần nguyện ý có thể tùy thời chém giết mà chúng sẽ không có bất kỳ phản kháng gì đây hiển nhiên không phải là bọn họ bị đặt ra như vậy vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào từng trần hiếp mắt nhìn thấy rất nhiều minh hồn thú quỳ sát phía trước ngưng giọng hỏi vậy hải thần hiện tại đang ở đâu muốn rời khỏi nơi bị vứt bỏ nhất định phải vượt qua tử hải so với giết minh hồn thú trước mắt Tần trần càng muốn biết làm sao để rời khỏi nơi vứt bỏ, hắn có cảm giác cái gọi là hải thần rất có thể là điểm mấu chốt để rời khỏi tử hải. Hơn nữa, Tần trần cũng rất muốn biết rõ lai lịch của thanh kiếm dị thần bí trong tay mình. Thế nhưng khi nghe được câu hỏi của Tần trần, Hắc Ma Minh Chương và các Minh Hồn thú khác lập tức lắc đầu. Đại nhân, hải thần đại nhân chí cao vô thượng, chúng ta sao có thể biết được vị trí của hải thần đại nhân? Chúng ta chỉ từng nhìn thấy hình ảnh của hải thần đại nhân, cảm ứng được qua khí tức của hải thần đại nhân mà thôi. Chỉ thấy qua hình ảnh, hình ảnh kia các ngươi thấy từ nơi nào? một chỗ cấm địa sâu trong tử hải đó là căn nguyên của chúng ta cũng là chỗ mà chúng ta hình thành trí tuệ trong lòng từng trần hơi động hắn nhìn những minh hồn thú trước mắt như có điều suy nghĩ sâu trong cấm địa chẳng lẽ là lập tức mang bản thiếu đi qua từng trần hạ lệnh lập tức hắc ma minh chương bọn minh hồn thú nhau nhau đứng lên nhanh chóng ở phía trước dẫn đường trần thiếu người thật tin có hải thần gì đó người đến từ vũ trụ hải làm sao có thể là truyền nhân của một tên hải thần nào đó chưa từng nghe nói đến ở minh giới lúc này vạn cốt minh tổ đi lên phía trước nhìn chằm chằm những bóng lưng minh hồn thú kia mặc lộ ra nghi hoặc cùng hồ nghi con người hắn xoay chuyển như có điều suy nghĩ nói mấy tên này không phải là sợ trần thiếu ngươi muốn dẫn chúng ta đến một cạm bẫy nào đó chứ trần thiếu ngàn vạn lần chú ý những minh hồn thú này có lai lịch cổ quái lúc trước nhất định là thấy ngươi lợi hại không dám giao thủ với ngươi cho nên cưỡng ép mang ngươi đi tới một chỗ cạm bẫy nào đó là muốn mai phục ngươi vạn cốt tiền bối những minh hồn thú kia có lẽ không nói sai tiếu tiếu đột nhiên mở miệng sao ngươi biết vạn cốt minh tổ nhíu mày trực giác tiếu tiếu giải thích vạn cốt minh tổ nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt nói tiểu cô nương ngươi biết cái gì người bản tổ từng giết so với ngươi gặp quỷ tu còn nhiều hơn ngươi không biết lòng người hiểm ác giao tiếp cùng những gia hỏa này phải cẩn thận nếu không sơ sẩy một chút sẽ dễ dàng bị bọn họ mai phục được rồi vạn cốt ngươi có thể ngậm miệng lại được rồi tần trần ngập ngừng nói cắt ngang lời nói của vạn cốt minh tổ vẻ mặt vạn cốt minh tổ cứng đờ phía sau hắn huyết sát quỷ tổ và huyền quỷ lão ma nối gót đi theo mắt nhìn mũi mũi nhìn tim im lặng không nói gì chỉ đi theo từng trần huyền quỷ lão ma ngẩn đầu nhìn vạn cốt minh tổ đang ủ rũ lúc trước hắn cho rằng vạn cốt minh tổ cố ý giả bộ vô tri trước mặt trần thiếu nhưng dần dần hắn đã nhìn ra vạn cốt minh tổ không phải giả vờ như không biết gì mà là thật sự không biết gì lúc này mọi người một đường bay vút tới gần chỗ sâu trong biển sâu đại nhân phương hướng bọn hắc ma minh chương đi hẳn là vị trí tử hải cấm địa lúc này huyền quỷ lão ma mơ hồ cảm ứng được phương hướng một chút nhanh chóng đi tới bên cạnh từng trần truyền âm nói Từng Trần yên lặng gật đầu, lúc trước hắn cũng hoài nghi địa phương mà bọn Hắc Ma Minh Chương nói có quan hệ với nơi tử hải cấm địa mà chủ cấm khu tìm được, hiện tại xem ra, hai bên rất có khả năng là cùng một chỗ. Mà tử hải cấm địa này có thể sinh ra nhiều minh hồn thú như vậy, hơn nữa còn có được hình ảnh hải thần gì đó, nói như vậy, đường ra thật sự có thể ở đó. Mọi người bay dọc theo đáy biển về phía trước, cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên bé gái dừng bước, nhìn về phía một hướng khác trong đáy biển. Từng Trần cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Đại ca ca, nơi đó hình như có bảo vật đồng tử mắt bé gái hiện lên một tia quan mang vội vàng nói với tần trần mà cảm nhận được bọn tần trần dừng bước đám người hát ma minh chương phía trước cũng nhao nhau dừng lại nghi hoặc nhìn lại nói đại nhân các ngươi làm sao vậy chỗ đó có gì vậy tần trần chỉ vào vị trí của bé gái hỏi thẳng hát ma minh chương nhìn qua ngón tay tần trần trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc đều khẽ giật mình mà nhìn thấy thần sắc bọn hát ma minh chương trong lòng tần trần hơi động nếu như không có đồ vật bọn chúng tuyệt đối sẽ không có loại vẻ mặt này Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.